như đã hết khi anh đành lòng ra đi. Đừng trách anh tội lắm, con sông ngược dòng trôi hai lối. Yêu em thật lòng nhưng không thể cùng em chung bước. Đừng nói thêm gì nữa, yêu anh là em chấp nhận. Ngày tháng sao vội vã, sau cơn đau một lần rời xa nhau. Người hỡi xin hãy nhớ, mai sau dù đời chia hai lối, bên nhau chẳng đặng nhưng vẫn mãi yêu nhau. Giờ đã không còn nữa, khi mưa tan theo mùa đông. Giờ đã không còn nữa, khi mây trôi theo dòng sông. Còn đây nỗi nhớ lần xa nhau. Người hỡi xin hãy nhớ, mai sau dù đời chia hai lối, bên nhau chẳng đặng nhưng vẫn mãi yêu nhau. Giờ đã không còn nữa, khi mưa tan theo mùa đông. Giờ đã không còn nữa, khi mây trôi theo dòng sông. Giờ đã không còn nữa của nhạc sĩ Trúc Hồ mở màn cho đêm nay dòng nhạc trữ tình. Trữ tình. À, anh thường em thấy bài này là cái bài toàn là song ca nam nữ. Nhưng mà đặc biệt là em hát đơn ca. Anh Trúc Sinh hát. Trúc Sinh, Diễm Liên, anh Lê Ngọc, anh Sĩ Dự và Phụ Nguyễn xin gửi lời chào quý vị đến với chương trình Ngọc Dặn Góc Phố Nhạc Vàng. Hôm nay mình chơi nhạc trữ tình ha. Dạ. À, một bài giờ đã không còn nữa. Một bài là dài gì? Hát mà tình đem hết của... ruột gan ra hát luôn. Anh Hồ này. Giai điệu. Anh Hồ này ai biết là thấp thì là thấp nhưng mà cao thiệt là cao bài này. Là cao trào. Cho nên em thấy là thường thường em nghe tất cả những các bạn hát thì là toàn là nam với nữ hát song ca không rồi. À? Hôm nay em anh nghĩ sao mà bắt em làm tại vừa vì... nữ vừa nam luôn. Tại vì cái cái giọng của em, cái range em nó rộng lắm. Nhờ cái âm thanh khi em, mà... Cái chất giọng của em, cái vòng, cái vật âm của em thấp được và cao được luôn. Không, hồi xưa không có hát thấp dở lắm anh Sinh. Yeah. Như nó làm như nó càng lớn thì em hát cái giọng, cái nốt thấp nó chuẩn hơn đúng hồi rồi. Xưa. Hồi mà mới hát giọng nó hát, càng... cái nốt thấp của em nó nhòa, thiệt là nhòa. Thường thường mình càng... Giọng cao thì no problem. Càng già mình càng lùng. Không, em lùng từ hồi xưa tới giờ rồi. Nó
nói giỡn thôi. Thì càng lớn tuổi cái giọng mình nó càng làm thấp. Như là nó nó xuống dần dần nó đầm lại. Ừ. Dạ. Không, nhưng mà cái quãng âm vực của em rất là rộng. Dạ. Em có thể em hát thấp được và em hát cao được. Dạ, tới bây giờ em vẫn phải tập những cái nốt thấp. Dạ. Phải tập. Đúng rồi. Phải tập mới có được anh Sinh. Ừ. Dạ. Đó, giờ đã không còn nữa. Và bài thứ hai là bài có bài những này. Niềm riêng. Đây là những cái bài mà gọi là nhạc trữ tình nổi tiếng thời năm 90, 2000. Gọi là hải ngoại á. Là hải ngoại nhạc đó. Hải ngoại. Hải ngoại đó. Em thấy, em nhớ là thời này là quán cà phê hải ngoại. Không những hải ngoại mà trong Việt Nam luôn. Đều nghe những bài nhạc này hết. Đúng rồi. Dạ. Có những niềm riêng của nhạc đây sĩ. Đây là một nhạc sĩ mà em rất là hâm mộ. Chị Lê Tín Hương. Là một người Huế rất là hiền lành. Mà nhẹ nhàng, kinh khủng, đẹp nữa anh ha. Dạ, đẹp. Dạ. Không biết là sau bài này là chị có viết bài nhiều bài nữa hay không nữa. Cũng anh, nhiều bài lắm á. Dạ, hôm nào mình có dịp mình anh xin lựa thêm một bài để mình hát thêm bài của chị Lê Tín Hương. Bài có những niềm riêng này thì bài này là bất hủ rồi, ai cũng hát. Nhưng mà thật sự nha, đây cũng là lần đầu tiên em hát luôn á, cho nên hên xui. Okay, xin quý vị có lẽ là mình đúng tuổi để hát bài này rồi đó. Cái hồi xưa còn bé quá thì mà hát thì hát vậy thôi, nhưng mà mình không có cảm được nhiều. Nhưng mà em nghĩ là tới cái độ tuổi 90 để mình có những cái bài hát này để hợp với tuổi của mình hơn. Okay. Dạ. Niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sương. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy. Riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nỗi ta cô đơn, nỗi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời giấu kín, như sao như sông đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời cấm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngập ngùi. Thank you.
nỗi sầu đong chất ngất. Nhưng một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày, không thấy đổi thay. Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm sự của nghệ sĩ Lê Tinh Hương. Hay gì quá. Đó hay nó, hay quá. Nó muốn nói mà không nói được. Dạ. Giấu luôn. Giấu luôn đi. Luôn. Có những niềm cảm ơn văn nhạc, mấy anh đánh hay quá. Chưa nói đã biết. Em có những niềm riêng gì không? Dạ nhiều chứ, nhưng mà ngu gì nói. Ngu gì nói. Ngu gì nói ạ, không nói đâu. Không nói đâu. Ngu gì nói, dạ. Giữ luôn đi. Nói ra cái người ta mới nói là có những niềm riêng mà ai cũng biết. Đúng rồi. Đồn, tin đồn đi xa lắm. Đồn đi xa lắm. Đùa cho nó vui, nhưng mà em thấy đôi khi có nhiều cái mình giữ riêng cho mình nó vẫn thú hơn cho anh nhỉ. Đó là những cái gì mà nó thật, những cái gì triết lý của chị Lê Tinh Hương. Dạ. Trong cuộc sống của mình có nhiều cái mà mình không thể nào mà nói được. Yeah. Ngay cả những người thân cận nhất của mình rồi, đôi khi mình cũng đúng không rồi. Có nên nói, không đúng tiện rồi. Nói luôn. Thôi thì mặt, mình cứ giữ đó. Giữ luôn. Khi mình không còn trên đời này nữa, có những niềm riêng. Và bài không thể nói nữa thì kế tiếp là bài Mai tôi đi luôn. Mai tôi đi. Dạ, coi như là có những niềm riêng mình không nói, còn mai tôi đi thì cũng mắc luôn rồi, không còn nói nữa. Đó, mai tôi đi. Mai tôi đi của nhạc sĩ Anh Bằng. Và lời thơ của Nguyên Sa. À, thơ. Dạ. Quý vị thưởng thức bài Mai tôi đi của nhạc sĩ Anh Bằng với thơ của Nguyên Sa. Dầm mưa lũ, mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội. Nhưng chậm thế nào thì cũng sẽ xa nhau, thì cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi, chắc rằng Paris khóc, nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày. Cho dù cách nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi, xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ.
chờ đợi trăm muôn góc phố, con đường dài thật dài, thẳng mãi có bao nhiêu, thẳng mãi có bao nhiêu. Cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi. Mai tôi đi, chắc dòng sông sẽ nhớ, nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ. Muôn vạn u sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Cho dù cách nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi, xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ, đợi trăm muôn góc phố, con đường dài thật dài, thẳng mãi có mãi có bao nhiêu. Mai tôi đi, xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền, dù môi kêu đắm đuối, hai mặt nồng một trời, cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa. Dòng sông sẽ nhớ, nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ. Muôn vạn u sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Muôn vạn u sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Rồi cũng sẽ xa nhau. Phải buồn buồn nó mới hay vậy. Anh bây giờ mình có một bài vui nè, lời nó buồn quá. Mai tôi đi, kiểu bài buồn buồn nó làm như là người ta mới thấm thía, ca sĩ rồi cũng phải não nùng rồi theo vậy đó. Đó là một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng và Nguyên Sa. Kể đến một bài Nếu Có Yêu Tôi Thì Hãy Yêu Tôi Bây Giờ. Bài này em thấy nó thoải mái nè. Cũng là ý nghĩa lắm. Rất là ý nghĩa của anh Trần Duy Đức. Yeah. Một người nhạc sĩ rất là hiền lành. Yeah. Hình như là Mai Tôi Đi xong từng có gọi là luyến tiếc, đúng không? Nói ước gì
em còn ở đây hay anh còn ở đây thì thôi, bây giờ thôi không, còn bây giờ còn hiện hữu trên cuộc đời này thì yêu nhau đi rồi. Cứ làm cho mọi người vui với nhau đi, chứ đừng có để là mai tôi đi lúc đó mà đối với em cái lời của bài hát này thật sự là thấm thía, rất là thích, em thích bài này vô cùng. Thì anh thấy cái chữ từ mai tôi đi mà nó nghiệm qua cái bài nếu có yêu tôi. Em chưa được hát. Đừng có để cho tôi tôi đi qua đời đi rồi hắn yêu rồi, khi đó nghĩ lấy gì nữa hả anh Sinh Hà? Hãy yêu tôi, hãy nói yêu tôi bao giờ. Nha mấy anh nha. Đừng đợi ngày mai. Anh Ngọc nha, anh Dự nha. Ok. Mấy ông anh nha. Ok, nếu có yêu tôi của Trần Duy Đức. Xin quý vị thưởng thức. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn, nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa rời. Đừng đợi ngày mai, biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tha lỗi của người, rộn ràng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau. Sao mà biết mỉm cười. Cho nên lát hồi anh xin lì xì em, hay là anh Ngọc, hay là anh Dự phúc lì xì em, lì xì đi nha. Cái bài triết lý vô cùng. Cắt bụi làm sao mà mỉm mà cười biết mỉm cười. Hay quá, cắt bụi làm sao mà biết mỉm cười. Ok. Đừng đợi ngày mai, biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Hay quá. Hay ha. Bài ủa vậy thôi đó hả, bốn bài vậy thôi là hết rồi đó hả anh? Ừ rồi,
thì đó, thế giờ là... đã không còn nữa giờ, nè. Giờ đã không còn nữa. Tới như vậy này, giờ đã không còn nữa rồi, tới hết giờ rồi đó. Dạ là coi như là hết giờ rồi, để mình anh em mình jam với nhau rồi đó. Những cái bài trữ tình ha. Dạ, em cảm ơn anh Trúc Sinh, em cảm ơn anh Sĩ Dự, anh Ngọc nè, với lại về Phụng nữa nha. Thì Trúc Sinh xin quý vị, nếu có yêu anh em chúng tôi thì hãy yêu bây giờ ha. Dạ. Đừng đợi ngày mai. Yêu bằng cách nào? Yêu cứ lên YouTube ủng hộ trong vàng, cũng như những cái chương trình của Diễm Liên hay là mấy anh em nghệ sĩ chúng tôi, có nhiêu đó thôi. Thật sự là cả đời mình á, cả đời là cống hiến cho âm nhạc luôn á. Lâu lâu mình ngồi mình nghĩ, ví dụ như giống các chị em của em thì có người đi làm hãng này, người đi làm chỗ này chỗ kia, nhưng mà em thấy em đúng một nghề thôi á, mấy chục năm một nghề thôi, vậy là giỏi lắm rồi, tới bây giờ là lên tới chức gì luôn đó. Ok, cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày vui, khỏe và bình an với gia đình và người thân. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại kỳ sau với góc phố nhạc vàng. Thank you.